Chào mừng mọi người đến với xe máy Đức Kiên nhá. Mọi người ơi, hôm nay em lại livestream để báo giá siêu cho mọi người rồi đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ở cửa hàng nhá. Chào Trung Tu, chào. Mọi dòng xe cửa hàng đều liên tục có cho mọi người nha. Mọi người muốn tham khảo có xe nào ấy, hãy để lại bình luận. Em sẽ gửi đường link cho mọi người nhá. Hơn hết là mọi con xe ở cửa hàng đều được hỗ trợ trả góp và thủ tục sang tên nhanh nhất có thể nhá. Chào Việt Hàng nha. Mọi người hãy đến với xe máy Đức Kiên tại 237, 238, 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nha. Cửa hàng luôn hân hạnh chào đón mọi người nhé. Thì mọi người muốn tham khảo có xe nào hãy lại bình luận. Em sẽ quay trực tiếp cho mọi người xem nha. Cửa hàng có rất nhiều SH cho mọi người tham khảo luôn. Chỉ từ 54 triệu 800 là có xe SH rồi mọi người nhé. Đây. Các màu như là màu đen nhám này, màu đỏ này, màu trắng này, màu đen bóng, cửa hàng đều có cho mọi người nhé. Chào Phạm Thiên Kim. Ở Việt Hàng ơi, SH125-2019 cửa hàng đang có nha. Chỉ từ 79 triệu 800 là đã có SH125-2019 rồi nhá. Anh cứ lên cửa hàng xem xe trực tiếp anh nhé. Chào Nguyễn Khang nha. Đây SH20-2020 cửa hàng có rất nhiều nhá. Này. Amalet cửa hàng cũng có nha. Đến Vision cửa hàng cũng rất nhiều. Cửa hàng đang có một con AB màu xanh đời 2019. Đây, rất đẹp luôn. Mọi con xe cửa hàng đều bất lộc cho mọi người nhé. Con này là 32 triệu 600 là có xe này nhé. Xe Vision của hãng có rất nhiều nha. Chào Phí Văn Long nha. Xe Vision cửa hàng đây. Cửa hàng đang có một con xe đen nhám đây. Con xe này đời 2020 nhé. Phí Văn Long ơi, cửa hàng đang không có con Winner V1 nào nhé. Thì khi nào có xe cửa hàng lại livestream báo cho mình biết nhé. Các dòng xe ga cửa hàng đều có nhé. Đây, V3 này, đến Grand này, Liberty, V3 đây. Tôi là đảo em rồi. Sẽ không nói chuyện. Không muốn quay cho. Đây. Cửa hàng có rất nhiều dòng xe nhé. Đến Ablet màu đen nhám này. Đỗ Văn Tuyển ơi, V3 màu đen. Con này là xe mới cửa hàng nhé. Nó là giá 69 triệu 800. Nó là con xe mới tinh đấy. Trung Tu ơi, đây, con xe nét này anh ơi. Nét xanh. Đây, em quay cho anh con nét này nhá. Đây anh ơi. Con này là 31 triệu 900. Xe biển E anh nhá. Biển là 62222 đây. Chào Nguyễn Việt nha.
xe rất mới luôn. Anh có thể đến cửa hàng tham khảo giúp em nhé. Đỗ Văn Tuyển ơi, vết 3 cửa hàng còn xe trắng nhé. Con xe trắng kia là 28.800.000. Bạn cứ đến cửa hàng xem xe bạn nhé. Cửa hàng còn bày xe ra ngoài cho mình đến tham khảo rõ hơn đây. Cửa hàng có bán xe mới nhé bạn ơi. Vision xe mới đây. Nguyễn Việt ơi, SH125 đời 2017-2019 nè. Từ 70.900.000 là có SH đời 2017 nhé. Còn từ 75.800.000 là có SH đời 2018. Từ 79.800.000 là có SH đời 2019 nhé. Anh ơi, có cái con xe màu xanh đấy là màu xanh ngọc chứ không phải màu xanh kia anh ơi, trung tu nhá. Là cửa hàng em đang có hai con Ablet màu xanh, nó có hai màu xanh khác nhau ấy, thì anh cứ để lại bình luận bên cửa hàng, em sẽ gửi link cho mình nhá. Đỗ Văn Tuyển ơi, con Vespa màu trắng ấy là đời nó đời 2014 nhá, chủ thành phố nhá. Vision cửa hàng đang có rất nhiều Vision màu đen nhám bản cũ nha. Khách rất hay hỏi những dòng xe như thế nhá. Đây, cửa hàng đang có một con xe lít đời 2020 màu đen bóng. Rất đẹp luôn. Con lít này là giá 34.900.000 nhé. Xe lít cửa hàng có từ 27.600.000 đến 34.900.000 nhé. Mọi người cứ đến cửa hàng tham khảo nhé. Ở đây anh ơi, em quay cho anh xem nhé. Makino, đây em sẽ quay cho anh xem. SH150-2016 đây. Giá chỉ từ 67.600.000 là đã có một con SH150 đời 2016 rồi. Đây, nhà em bày dưới đây tất cả dòng xe SH150 đời 2016 nhé. Có các màu như là màu xanh tím này, màu đen này, và màu trắng nhá. Đây, con màu trắng này là 68.600.000 chủ thành phố anh nhá. Cửa hàng có rất nhiều nha. Màu xám bạc này, màu xanh nâu. Các đời từ 2016 đến 2020 nhé. Mọi người muốn tham khảo con xe nào hãy lại bình luận nhé. Em sẽ gửi đường link với cả báo giá trực tiếp cho mọi người nhé. Vision cửa hàng có rất nhiều luôn, các màu từ màu đỏ nâu, màu đỏ mận này, đỏ chót này, hoặc là màu trắng, cửa hàng đều có nhé. Đen nhám cửa hàng đều có. Chỉ từ 26.800.000 là có xe rồi mọi người nhé.
Chào Phạm Thanh, chào Thành Phạm nha. Mọi người ơi, mọi người hãy đến 237, 238, 289 Ngô Quyền để tham khảo xe nhé. Cửa hàng em có hỗ trợ trả gốc cho mọi người, với cả sang tên cho mọi người luôn nhé. Mọi người hãy đến cửa hàng xem xe trực tiếp giúp em nhé. Chào Nguyễn Văn Long, chào Quyết Tiến nha. Cửa hàng liên tục có đủ các dòng xe cũ, xe mới cho mọi người tham khảo nhé. Chào Nam Như nha. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nhé. Mọi người muốn tham khảo con xe nào hay là bình luận nhé, thì cửa hàng bên em sẽ gửi cho mình đường link để tham khảo cụ thể luôn. Cửa hàng luôn có đủ các dòng xe ga cho mọi người tham khảo nhé. Xe ga này, xe số, xe mới, xe cũ, cửa hàng đều có nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ở cửa hàng nhé. Chào Phạm Bảo, chào Duy Mạnh nhé. Chào Nguyễn Văn Long, chào Hoa Nắng nhé. Amalet cửa hàng có rất nhiều nhé. Các màu, màu xanh, màu đen nhám, màu bạc, cửa hàng đều có nhé. Chào tất cả mọi người nha. Em sẽ kết thúc livestream ở đây nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của cửa hàng. Rất mong mọi người đến ủng hộ cửa hàng nha.